Hello, xin tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Hôm nay thì Linh sẽ làm một video review về một cái sản phẩm mà Linh được request rất là nhiều. Bởi vì là, không biết tại sao nhưng mà có rất là nhiều bạn sau khi đã có một cái chu trình chăm sóc da rất là tốt, chị ngừa được mụn rồi, ngừa được thâm rồi, da mình khỏe rồi, thì mọi người luôn luôn muốn có một cái làn da sáng hơn. Thì thực ra là, đấy là một cái nhu cầu Linh nghĩ là tất yếu. Bởi vì là, dù sao mình cũng là một quốc gia châu Á và mình cũng giống như các quốc gia bạn Hàn Quốc, ở Nhật Bản, rồi Thái Lan, Singapore, các thứ, mọi người đều mong muốn có một cái làn da sáng. Và khi mà làn da sáng thì mình trông rất là đẹp hơn, đúng không nào? Chính vì vậy mà Linh đã sử dụng một cái sản phẩm của quốc gia bạn. Như mọi người biết thì Thái Lan cũng là một quốc gia có một cái nền công nghiệp làm đẹp khá là phát triển ở trong thị trường Đông Nam Á mình, đúng không nào? Và đặc biệt ở Thái Lan thì những sản phẩm liên quan đến làm sáng da và làm trắng da thì cũng rất là nhiều, rất là nổi tiếng. Linh không nhớ không nhầm thì cách đây khoảng tầm vài tháng hoặc nửa năm gì đấy thì rộ lên một cái sản phẩm là alpha arbutin dạng bột để mọi người có thể làm sáng da. Thì thực ra Linh cũng nghiên cứu và Linh cũng biết rằng là cái thành phần alpha arbutin là một trong những thành phần giúp sáng da rất là tốt, bởi vì nó hạn chế được cái sự phát triển và hình thành của melanin. Chính vì vậy mà Linh cũng hay tìm kiếm các cái sản phẩm liên quan đến làm sáng, làm trắng da để sử dụng và review cho mọi người. Thì như mọi người biết, những các quốc gia khác, từ các cái mỹ phẩm mà đến từ các nước châu Âu này, đến từ Mỹ này, hoặc là những các quốc gia như là Hàn Quốc, Nhật Bản, thì các sản phẩm làm sáng da cũng có nhưng mà nó không có nhiều, bởi vì thực ra các quốc gia đấy làn da của họ đã sáng và trắng từ bản chất rồi. Mà phần nhiều những cái sản phẩm trắng da hay đến từ các quốc gia mà có cái niềm đam mê về làm sáng và làm trắng da, ví dụ như là Ấn Độ này, Thái Lan này, đó, Việt Nam mình cũng rất là nhiều. Thì thôi không lan man nữa, ở đây thì Linh có cái sản phẩm serum Alpha Arbutin and Herb Serum của hãng Chukos. Thì nói qua về Chukos, Chukos là một cái thương hiệu mỹ phẩm khá là mới ở Thái Lan. Và đây là một trong những cái sản phẩm gọi là key của họ. Alpha Arbutin Herb Serum này ấy, là một cái sản phẩm mà dạng gel, dạng gel, để mở cho mọi người coi, dạng gel này. Rồi, dạng gel khá là đặc. Và khi mà mọi người thoa ra tay ấy thì nó thẩm thấu rất là nhanh vào da và nó tan ra như là nước vậy, nó tan ra như nước, không hề có một chút xíu cảm giác dính hay là nhờn gì trên da cả, mà ngay lập tức nó tan ra và thấm vào da của mọi người. Thì để Linh nói qua về bảng thành phần của alpha arbutin, như mọi người biết cái tên thì chắc chắn alpha arbutin là gọi là cái thành phần chính, đúng không nào? Và khi mà sản phẩm mà có alpha arbutin thì khả năng làm sáng da và làm trắng da là rất rõ rệt. Tiếp đến thì cái phần herbs có những gì? Phần herbs thì sẽ có này, lô hội, có rau má, có hoa cúc la mã, và có cả những cái gọi là gì, có cái men từ rượu sake. Thì như mọi người biết những cái thành phần Linh vừa kể qua, với lô hội thì có khả năng làm dịu da, cấp ẩm cho da và gọi là khử khuẩn rất là tốt này. Tiếp đến thì hoa cúc la mã cũng là một cái sản phẩm giúp calming da, tức là làm dịu da và kháng viêm dị ứng cho da rất là tốt. Ngoài ra thì cái men rượu sake, chắc Linh cũng phải nói nhiều nữa, men rượu sake là một trong những cái thành phần rất là nổi tiếng cho cái sản phẩm SK2 rồi, và rất là nhiều các sản phẩm khác cũng có men rượu sake giúp cho da của bạn se khít lỗ chân lông, rồi cân bằng độ ẩm và làm mịn da rất là tốt. Thì sản phẩm này nếu như bạn nào lười, nói như các bạn nào lười thì hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này là 4 trong 1, tức là bạn thay cho cả toner, cả serum, cả kem dưỡng và lotion. Rồi thì còn những riêng với Linh, với một người mà chăm sóc da rất là kỹ như Linh ấy, thì Linh dùng một sản phẩm này như một bước serum, tức là sau toner Linh sẽ bôi sản phẩm này lên da. Linh sẽ lấy ra 5 bơm, 1, 2, 3, 4, 5 và Linh bắt đầu xoa đều lên da. Thì cái đặc điểm của sản phẩm này đó là khi mà bạn xoa lên da nó thấm rất là nhanh, và ngay sau đó bạn chỉ cần dùng một lớp kem dưỡng ẩm mỏng là có thể phủ kín lên da của mình và khóa lại toàn bộ các cái dưỡng chất. Thì với trải nghiệm của Linh với sản phẩm Alpha Arbutin này ấy, thì sau khi hơn 2 tuần sử dụng thì Linh thấy được một cái sự rất rõ rệt nhất, đó là làn da của Linh đều màu và đủ ẩm hơn rất là nhiều. Đặc biệt là phần má này, khi mà đủ ẩm và đều màu ấy, thì nó rất là dewy, nó rất là bắt sáng, nó rất là căng bóng giữa ánh nắng mặt trời. Ngoài ra thì sau 1 tháng sử dụng thì Linh thấy được, thực ra Linh thấy thì cũng không rõ lắm đâu, vì ngày nào mình cũng nhìn da của mình ấy, nên là rất là khó để nói. Tuy nhiên là đồng nghiệp, bạn bè gặp thì đều khen là cũng dạo này da sáng thế, mà dạo này da đẹp thật sự. Mà trộm vía nha, mỗi lần mọi người nói vậy Linh đều nói trộm vía nha, bởi vì đang thử những sản phẩm mới, và khi mà da đẹp hơn, da khỏe hơn thì rất là happy luôn. Bởi vì là
không có gì sung sướng bằng việc là có một cái làn da đẹp cả. Và khi mà dùng sản phẩm này kết hợp với những cái bước chăm sóc da khác như làm sạch, toner, kem dưỡng rồi kem chống nắng thì Linh thấy được cái hiệu quả trong việc cấp ẩm cho da, làm sáng da. Phải công nhận đây là một sản phẩm mà Linh thấy làm sáng da rất là rõ luôn đấy. Trước giờ thì Linh vẫn hay dùng các sản phẩm vitamin C để vừa trị thâm, vừa làm đều màu da và làm sáng da. Tuy nhiên với vitamin C thì nó khá là nhạy cảm với cả ánh nắng mặt trời nên mọi người phải bảo vệ da rất là kỹ. Và đã có những rất nhiều trường hợp là các bạn dùng vitamin C và nó bị phản ứng ngược, tức là mọi người không chăm sóc da tốt, không bảo vệ da tốt thì da lại bị gì ta, bị đen đó. Nhưng mà alpha butin thì lành tính hơn và cái khả năng ức chế melanin của nó tốt hơn. Thế chính vì vậy mà Linh thấy là đây là một cái sản phẩm rất là gọi là xứng đáng để mọi người có thể thử, bởi vì là Linh nhận được vô vàn các câu hỏi của mọi người về vấn đề làm sáng da mà Linh thực sự cũng chưa có một cái sản phẩm nào mà Linh thấy được cái khả năng làm sáng da rõ rệt cả. Chính vì vậy mà có một cái nói nữa, đó là sản phẩm này thì có giá là 559.000 và được bán tại website duchucos.vn. Đó thì thực ra như này, chia sẻ với mọi người luôn, đó là bản thân Linh vẫn luôn luôn ở cái lập trường rằng là các bạn hãy chăm sóc cho làn da của mình khỏe nhất, hết mụn, hết thâm trước rồi hãy nghĩ đến việc làm sáng và làm trắng da. Chính vì vậy nếu như bạn nào mà da đang mụn, da đang thâm nhiều, đang nhạy cảm quá thì hãy chăm sóc da của mình cho nó khỏe đã trước khi lựa chọn những cái sản phẩm giúp làm trắng và làm sáng da nha. Còn tuy nhiên bạn nào đã da đẹp rồi và muốn da mình sáng hơn, trắng hơn, mịn hơn, dewy hơn, không lỗ chân lông, không tì vết thì hãy thử sản phẩm này thực sự. Đó thì Linh mong rằng video clip review cho sản phẩm Chucos này sẽ là một cái video mà giúp mọi người có nhiều cái sự lựa chọn hơn, cũng như là có thể ra quyết định thử và lựa chọn cho mình một sản phẩm làm sáng da. Rồi, thì Linh mong rằng mọi người đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Linh. Cảm ơn tất cả mọi người.